Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. Nhận định, soi kèo U23 Malaysia vs U23 Myanmar, giải U23 Đông Nam Á. Nhận định U23 Malaysia vs U23 Myanmar, bảng B giải U23 Đông Nam Á 2022. Dự đoán kết quả, soi kèo U23 Malaysia vs U23 Myanmar. Trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Myanmar tại bảng B giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra lúc 16 giờ ngày 15 tháng 2. Nhận định U23 Malaysia vs U23 Myanmar. Do U23 Indonesia buộc phải rút lui nhiều cầu thủ dính COVID-19, U23 Malaysia trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí số 1 của bảng B giải U23 Đông Nam Á 2022. U23 Malaysia vừa tạo ấn tượng mạnh khi vượt qua vòng loại giải U23 châu Á với thành tích thắng 2 và hòa 1 sau 3 lượt trận. Trong đó, U23 Malaysia từng đánh bại U23 Lào và cầm hòa đối thủ cứng cựa U23 Thái Lan. Đội hình giàu kinh nghiệm chinh chiến cũng là điểm lợi thế của Bảy Hổ trước cuộc đọ sức với U23 Myanmar. U23 Myanmar. Khác với đối thủ, U23 Myanmar không thể vượt qua vòng loại giải U23 châu Á khi chỉ thắng 1 và hòa 1 ở 2 lượt trận. Rõ ràng, Myanmar bước vào giải lần này cùng tinh thần bị ảnh hưởng lớn từ kết quả trên. Bóng đá Myanmar trong những năm gần đây không còn giữ được sự ổn định ở các lứa trẻ mà bằng chứng là họ thường bị loại sớm ở hầu hết các giải đấu. Việc thiếu những tài năng sáng giá cùng lối chơi ít mảng miếng, dựa quá nhiều vào sức mạnh khiến sư tử gặp nhiều bất lợi. Dự đoán kết quả U23 Malaysia vs U23 Myanmar 1-0. Thống kê đáng chú ý, U23 Malaysia thắng U23 Myanmar cả hai lần đối đầu gần nhất. Tính những trận đấu có áp tỷ lệ, U23 Malaysia thắng kèo tới 5/7 trận mới đây. U23 Myanmar khiến nhiều người hâm mộ thất vọng khi có mạch 5 trận thua kèo liên tiếp. 3 trận đấu mới đây của U23 Malaysia có không quá 2 bàn thắng mỗi trận. 2 trận đấu vừa rồi của U23 Myanmar có kết quả tương tự. Tỷ lệ cược U23 Malaysia vs U23 Myanmar. Malaysia 2,25 hòa 3,46 Myanmar 3,44. U23 Timor-Leste gây bất ngờ, U23 Campuchia đại thắng ngày ra quân giải Đông Nam Á. Kết quả ngày mở màn giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U23 Timor-Leste gây bất ngờ khi cầm hòa U23 Philippines 2-2, trong khi U23 Campuchia thắng U23 Brunei 6-0. Ngày 14 tháng 2, giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 chính thức khởi tranh tại Campuchia. Ở trận mở màn tại bảng A, U23 Timor-Leste dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lại gây ra nhiều bất ngờ cho U23 Philippines. Khi trận đấu mới trôi qua được 7 phút, cầu thủ Mujinho đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Timor-Leste. Mặc dù thi đấu không mấy nổi bật nhưng U23 Philippines cũng có bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại nhờ công của Ivan Quano. Bước sang hiệp 2, U23 Timor-Leste một lần nữa vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Jemito Sors ở phút 55. Chỉ 8 phút sau, cầu thủ Ivan Quano của U23 Philippines một lần nữa lập công để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại, hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn nhưng không thể ghi thêm bàn, và đành chấp nhận chia điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà U23 Campuchia đã tạo ra thế trận vượt trội so với U23 Brunei. Trận đấu mới trôi qua được 33 phút, U23 Campuchia đã sớm dẫn trước U23 Brunei tới 3 bàn nhờ công của Chanthea, phút 18, Nian Sojidan, phút 20, và Sati, phút 33. Điều đáng nói, trận U23 Campuchia gặp U23 Brunei diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn. Đến phút 57, trời mưa to khiến trọng tài phải quyết định tạm dừng trận đấu. Trở lại sau hơn 30 phút tạm dừng, mặt sân Morodok Teco xuống nước khiến cầu thủ U23 Campuchia và U23 Brunei rất khó triển khai bóng.
Dù vậy, U23 Campuchia vẫn có thêm được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Phút 71, từ quả đá phạt trực tiếp của đồng đội, bóng đến chân Ban Chay trong vòng cấm và hậu vệ dễ dàng đệm bóng vào lưới. Trong 10 phút cuối trận, mặt sân Morodok Teco tốt hơn giúp U23 Campuchia tiếp tục triển khai thế trận tấn công vượt trội. Phút 85, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào trong và cầu thủ Rotana trước cơ hội nhanh ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho U23 Campuchia. Chỉ 3 phút sau, đến lượt cầu thủ Kakada độc diễn khéo léo vượt qua 3 cầu thủ U23 Brunei trước khi ghi bàn ấn định thắng lợi 6-0 cho U23 Campuchia. Với kết quả trên, U23 Campuchia tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Vào lúc 16 giờ chiều 15 tháng 2, bảng B của giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 sẽ khởi tranh với cặp đấu U23 Malaysia gặp U23 Myanmar. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Singapore tại bảng C vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 2. Sân vận động mới của Campuchia bị chê. Sau khi trận đấu giữa U23 Campuchia và Brunei tối 14 tháng 2 phải tạm dừng gần một tiếng vì mưa lớn, nhiều người đã đánh giá tệ về sân vận động Morodok Techo. Mọi thứ khác đều tuyệt vời, nhưng hệ thống thoát nước của sân Morodok Techo là thất bại. Hãy học tập sân Zelora Bungkuno, cổ động viên Asrun Rizky Farhan bình luận trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Người dùng Radio Gaston chia sẻ, đây là sân vận động lớn hàng đầu Đông Nam Á, nhưng mặt cỏ và hệ thống thoát nước của sân này thật tệ. CDV Nippon Bunkumkrong viết, những nhà thầu xây dựng hẳn chưa tính toán kỹ trước điều kiện thời tiết phức tạp ở Campuchia. Sự cố ngoài mong đợi đã xảy ra trong trận mở màn bảng A của U23 Campuchia trước U23 Brunei. Khi trận đấu diễn ra tới gần phút 60, cơn mưa lớn đổ xuống khiến trận đấu không thể tiếp tục. Sau khi có ý kiến từ tổ trọng tài, ban tổ chức tạm dừng trận đấu khoảng 30 phút để chờ mưa tạnh. Tuy nhiên, phải mất tới gần một tiếng sau đó, các cầu thủ mới có thể vào sân thi đấu trở lại. Chất lượng chuyên môn trong phần còn lại của trận đấu bị ảnh hưởng nặng nề bởi những vũng nước lớn trên sân. Đội được đánh giá cao hơn là U23 Campuchia đã giành thắng lợi 6-0. Bên cạnh những ý kiến chê bai, nhiều những bình luận bày tỏ sự thông cảm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chất lượng hình ảnh truyền hình không đủ tốt đã tác động tới ấn tượng của người xem về mặt sân Morodok Techo. Tài khoản Khemraratharansi viết, quê tôi đang ở giai đoạn mưa lớn, thật đáng tiếc với sự cố vừa qua. Thoza Riksa, một người hâm mộ Campuchia khác, cũng bày tỏ sự thông cảm, sân này chỉ vừa mới hoàn thiện, khó tránh khỏi những thiếu sót. Sân vận động Morodok Techo của Campuchia được đầu tư xây dựng từ năm 2017 đến năm 2021 với chi phí khoảng 168 triệu đô la Mỹ, là công trình trọng điểm phục vụ SEA Games 2023. Sân có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, có hệ thống mái che hiện đại. Sân vận động này bắt đầu được sử dụng ở U23 Đông Nam Á 2022. Giải đấu có ý nghĩa tập dượt cho đội chủ nhà U23 Campuchia trước Đại hội Thể thao khu vực. Chủ nhà Campuchia thắng lớn. Chủ nhà Campuchia tỏ ra ứng viên vô địch giải chẳng quá đáng chút nào. Thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda đã có chiến thắng 6 sao trước Brunei. Trong khi đó, Đông Timor cầm hòa Philippines 2-2 ở giải U23 Đông Nam Á. Trên sân tổ hợp thể thao Morodok Technosport dành cho SEA Games 2023 ấy, chủ nhà Campuchia đã có trận đấu bóc tem sân và có chiến thắng giòn giá trước Brunei 6-0. U23 Campuchia chiến thắng Brunei là điều không nằm ngoài dự đoán bởi các học trò của tổng quản Honda là đội bóng chất lượng, đào tạo bài bản. 6 bàn thắng được ghi lần lượt vào các phút 18, 20, 32, 72, 86 và 89 do công siêng Chanthea, Nhiện Sojidan, Sati, Taungbanghai, Serotana và Narong Kakada. Trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều, huấn luyện viên Amizuddin Zamat, người vừa ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng thay ông Rajagopan đã không thể kháng cự nổi trước một tập thể trẻ Campuchia đá hay lại hừng hực khí thế sân nhà. Ở trận đấu còn lại,
huấn luyện viên Stuart Ho của Philippines đã không thể hoàn thành mục tiêu khi để Đông Timor cầm hòa 2-2. Bảng này sẽ là cuộc cạnh tranh của Campuchia, Đông Timor và Philippines. Do có một tấm vé vứt dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết nên các đội đè nhau ra mà ghi bàn, bởi lỡ không nhất bảng thì có chỉ số phụ tốt ở vị trí nhì bảng cạnh tranh vào bán kết. Chiều 15 tháng 2 chỉ diễn ra một trận đấu bảng B giữa Malaysia và Myanmar lúc 16 giờ. Dù là trận đầu của bảng nhưng đây được xem là trận chung kết bảng để tranh ngôi nhất bảng, vì đối thủ còn lại là Lào không mạnh, khó tranh ngôi nhất bảng cùng hai đối thủ cùng bảng không đi du lịch. Dù chỉ mang tới lực lượng gồm hầu hết cầu thủ U21 và U19 nhưng huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn tự tin tuyên bố U23 Việt Nam quyết giành thành tích cao nhất tại giải Đông Nam Á. U23 Việt Nam và bảng tử thần. Giải U23 Đông Nam Á 2022 có sự tham dự của 10 đội tuyển và được bốc thăm vào 3 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Malaysia, Myanmar, Lào. Trong ba bảng đấu này, bảng của U23 Việt Nam được đánh giá là tử thần khi gặp những đối thủ rất mạnh như Thái Lan và Singapore. Phát biểu trước giải đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á với nòng cốt là đội hình trẻ U21 nhưng vẫn quyết tâm có thành tích cao nhất. U23 Việt Nam cũng như các đội khác tại giải đều có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi tập trung từ hơn một tháng trước, mục tiêu của đội là phấn đấu thành tích cao nhất. Tuy nhiên ở giải đấu lần này, U23 Việt Nam tham dự với nòng cốt là các cầu thủ 21 tuổi. Đây là một trải nghiệm, cơ hội rèn luyện của từng cầu thủ. Đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C là Thái Lan và Singapore. Huấn luyện viên U23 Thái Lan Salvador Garcia cho biết, chúng tôi muốn thi đấu tốt và có thể vượt qua vòng bảng. Thái Lan có vài tuần chuẩn bị và mới tới Campuchia mấy ngày trước. Thái Lan tham dự giải với nhiều cầu thủ trẻ lứa U19. Đây là một trải nghiệm tốt cho họ. Chúng tôi tập trung thi đấu trận gặp Singapore, sau đó sẽ phân tích kỹ về đối thủ Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Nasreddin Asia của U23 Singapore nói, chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn. Việc vắng mặt một số cầu thủ khiến tôi cảm thấy tiếc, nhưng trong bối cảnh hiện tại, họ cũng gặp khó trong việc di chuyển. Nhưng tôi cũng đang có trong tay lực lượng gần như tốt nhất và sự chuẩn bị tốt. Giải đấu này là sự chuẩn bị cho SEA Games vào tháng 5 in. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam có trận ra quân gặp U23 Singapore ngày 19 tháng 2. Sau đó 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ quyết chiến với Thái Lan. U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải đấu U23 Đông Nam Á. Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14-26/2. Theo đó, 3 đội nhất bảng cùng đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành tấm vé vào bán kết. Do U23 Indonesia bỏ cuộc nên bảng B chỉ còn 3 đội. Tuy nhiên, bảng A vẫn còn 4 đội nên thành tích của đội đứng nhì với đội đứng thứ tư của bảng A sẽ không được tính. Chiến đấu bằng sức trẻ. Chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam đã có đợt tập huấn kéo dài hơn 1 tháng và tập luyện xuyên Tết Nguyên đán. Ngoài một số cầu thủ lứa U23, đa phần lực lượng của đội tuyển là nhóm cầu thủ lứa U21. Thời gian qua, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cùng ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch rèn luyện thể lực và chiến thuật cho các học trò. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau khi có mặt ở Campuchia có khoảng 1 tuần tập luyện để làm quen với khí hậu và sân bãi trước khi có trận đấu ra quân ngày 19 tháng 2. Sân tập này cách khách sạn Phnom Penh khoảng 20 phút đi xe khi có sự hộ tống của cảnh sát. Thời tiết ở Phnom Penh vào thời điểm này nắng nóng như ở Bình Dương. Các cầu thủ đã tập luyện ở Bình Dương, làm quen điều kiện thời tiết trước đó. Dù tập trung được khoảng 1 tháng nhưng vấn đề thể lực là điều mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam đặc biệt quan tâm ở U23 Việt Nam. Trong những buổi tập đầu tiên ở Campuchia, các tuyển thủ U23 Việt Nam phải nếm mùi đau khổ với giáo án rất nặng. Ở buổi tập gần nhất trên sân tập Nai, U23 Việt Nam luyện công trong gần 2 tiếng đồng hồ. Các cầu thủ được huấn luyện viên thể lực củng cố lại nền tảng thể lực nhằm đảm bảo sung mãn nhất khi bước vào giải đấu. Sau đó, huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục thực hiện các bài tập về kỹ chiến thuật.
Trong phần tập luyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ, các cầu thủ thực hành bài 8 chống 10 trên nửa mặt sân. Cuối buổi tập, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia đội hình tiếp tục thi đấu 10x10 trong một nửa mặt sân. Sức khỏe các cầu thủ đều được đảm bảo và thực hiện tốt giáo án mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam đề ra. Chỉ có trường hợp Bá Quyền vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương gân kheo nên chưa đạt phong độ tốt nhất. U23 Việt Nam không áp lực từ vé World Cup của đội tuyển nữ. Trong buổi tập chiều 14 tháng 2, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã dành khá nhiều thời lượng cho các nội dung rèn khả năng dứt điểm và tận dụng các tình huống đá phạt cố định để ghi bàn. Trả lời tại buổi tập, tiền vệ Mai Xuân Quyết chia sẻ, toàn đội tích cực tập luyện để quen thời tiết cũng như tạo sự gắn kết. Tình hình đội đang dần tốt hơn. Lúc đầu qua Campuchia thời tiết khó chịu nhưng sau 1 tháng 2 buổi tập, chúng tôi đã thấy tốt hơn và đã khắc phục được. Xuân Quyết cũng cho biết, chế độ ăn uống khá tốt. Dù phải thực hiện nguyên tắc bong bóng có chút gò bó, nhưng toàn đội đã thích nghi, tạo các thú vui khác như uống nước, trò chuyện cùng nhau. Trước câu hỏi có áp lực không khi đội tuyển nữ Việt Nam và Nam Việt Nam có những chiến thắng ấn tượng trong những ngày đầu năm mới, Xuân Quyết cho biết, anh cùng đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để không làm phụ lòng người hâm mộ. Những ngày đầu năm mới, các anh các chị đều thành tích cao. Chúng tôi bước vào giải thi đấu hết mình để lấy thành tích cao nhất, không phụ lòng mọi người, tuyển thủ U23 Việt Nam bày tỏ quyết tâm. Trong buổi tập chiều qua, toàn đội bắt đầu bằng phần khởi động, giăng lưới bắt cá, khá vui nhộn khi các cầu thủ nắm tay kết thành một hàng để đuổi theo các một số cầu thủ đang chạy. Trước khi chia đôi đội hình thi đấu đối kháng, các cầu thủ được chia thành các nhóm khác nhau để thực hiện các bài tập về phối hợp chuyền bóng rồi dứt điểm cầu môn. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã hướng dẫn rất cặn kẽ các tình huống phối hợp đá phạt để đảm bảo được khả năng ăn bàn cao nhất trong những tình huống cố định ở cột cờ. Về chấn thương của Bá Quyền, tiền vệ này phải tập riêng bên ngoài sân sau phần khởi động chung với các đồng đội. Bá Quyền chắc chắn cần thời gian dài nữa mới có thể bình phục hoàn toàn.